chất hơn, chị thấy sao? Để thử cái này. Trước đấy là chị đã xài mic K18. Vừa rồi là mình thử cái mic Alpha Work A1. Đây là mic K18B. Thấy hai mic này chất lượng thế nào? Đây là chiếc mic A1 này, còn chiếc mic chúng chị vừa hát là K18. Chị thấy chất lượng sao? Nó có hay hơn không? Cái những cái lúc mà chị ngân đấy, thì cái mic K18 nó không được thể nó không rõ hết lời. Còn cái mic A1 thì nó hút hơn, nó thì tốt hơn. Cái mic A1 là hàng của Mỹ, phiên bản mới. Bản này nó bộn nhiều nữa. Dạ. Này bỏ vô, cái này vô. Rồi, trước đấy là chị đã xài cái mic K18 đem mượn mic. Đây. Nên làm một cái video ngắn để chia sẻ đến mọi người. Đây là mic K18 này các bạn nhé. Và mic chị đang cầm là mic Alpha Work A1 này. Đấy, hai mic này. Thì trước đấy chị khách hàng có mua chiếc mic K18V rồi. Bây giờ ra thử cái mic này thấy nó, chị có thấy hay hơn không? Hay không? Dạ, ok. Cảm ơn các bạn nhé. Các bạn muốn thử cái mic với cả loa Harman Kardon, vẫn tất cả dòng loa di động thì liên hệ với 361 Audio nhé. Cảm ơn các bạn.